Hola, ông xin chào cô chú. Ngày hôm nay thì con xin giới thiệu với cô chú một số giò dendro mùa xuân và tất cả đều là hoa màu vàng nha cô chú. Dendro mùa xuân hoa vàng thơm, có hai con mắt rất là đậm nè cô chú. Đó. Và giá bên con đang bán là 200.000 đến 220.000 đến 250.000 một giò, và tất cả cây bên con đều đang nụ và hoa màu vàng nha cô chú. Số điện thoại của con là 0908 846 804. Địa chỉ Vườn Lan, phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu các cô chú một số hình cây của nó. Hoa vàng rất là đẹp luôn. Hoàng phi hạt hoa vàng. Xin lỗi cô chú, đây là dendro mùa xuân hoa vàng nha cô chú. Đây là cây dendro xuân mã số 1 cô chú, giá tiền của nó là 250.000. Đây, cây đang có vỏ hoa nè. Giá là 250.000 nha cô chú. Cây rất là đẹp, cây rất khỏe luôn, bụi rất là to và giá là 250.000. Hoa đây là màu vàng nha cô chú, dendro xuân hoa vàng, giò mã số 1, 250. Giờ khoảng có 40 xăng cô chú. Cây này đang có vòi hoa nha cô chú, giá là 250.000, đây là mã số 1. Và đây là mã số 2 nha cô chú, giá tiền là 250 luôn. Và cây nó đang nụ nè, đang có vỏ hoa hết rồi, giá là 250.000. Đây là mã số 2, bụi rất là to nha cô chú. Dendro xuân mã 2, 250. Và đây là mã số 3 nha cô chú, 250 luôn, mã 3. Nó đang xì rồi, nụ hết rồi. Cây rất là mập luôn nha cô chú, cây rất là mập luôn, giá tiền là 250. Đây là mã số 3 dendro xuân. Và con này có hai giá nha cô chú, từ 1 tới 12 là giá là 250, mà từ 13 trở đi là giá là 220. Giờ mã số 3 250.000, mã số 4 cô chú 250 luôn. Đây, bộ hoa này nó lớn rồi nè, thân rất là mập luôn. Giờ mã 4 250.000, mà số 4 nha cô chú. Giờ mã số 5 cô chú. Hoa này có hương thơm nha cô chú. 250.000. Đây là giò mã số 5 cô chú. Do trong lúc vận chuyển hàng Thái về nên nó thiếu nắng nên là màu hoa nó không được lên màu của chúng. Có hương thơm. Và đây là giò mã số 5, 250.000. Đây là mã 6 của chú, giá là 250. Đây, nụ nè. Tất cả đang nụ nha cô chú. Hoàng phi hạt. Xin lỗi cô chú, đây là dendro mùa xuân của Thái đi. Dendro mùa xuân, giá tiền là 250.000, mã 6. Và đây là giò mã số 7, giá tiền là 250 nha cô chú. Nó cây rất là mập luôn, trên đuôi sưng mà hoa màu vàng, mã 7, 250. Và đây là mã 8 nha cô chú. Do nó không được đứng nên con lấy dây con cột lại nên nhìn ít thân vậy đó, chứ thật ra là mỗi giò nó khoảng từ 5 đến 6 thân, và thân rất là mập luôn nha cô chú. Đó, và giờ này cây đang nụ. Đây là mã số 8, 250. Đây là mã số 9, giá tiền là 250 luôn nha cô chú. Rất là nhiều thân và cây đều, tất cả là đều đang ra vỏ hoa hết rồi. Giá tiền là 250, đây là mã số 9. Dendro mùa xuân hoa vàng nha cô chú. Tiếp theo đây là mã số 10 nha cô chú. Đây, thân ở đây sưng mắt rồi nè. Đó, đây đang ra hai vỏ hoa này. Cọng rất là mập, rất là đẹp. Giá tiền là 250.000. Đây là giò mã số số 10 nha cô chú. Đây là mã số 11 nè cô chú, giá tiền là 250. Đang có một mầm nè, và thân này nó đang nụ. Đó, cây đang nụ nha cô chú, tất cả đều đang nụ luôn. Và cọng rất là mập. Đây là dendro mùa xuân hoa màu vàng, giá tiền là 250.000, từ mã 1 tới mã 12, và mã 13 trở đi là giá tiền là 220. 250.000 mã số 11. Và đây là mã 250.000 cuối cùng nha cô chú. Và hết mã này thì sẽ giới thiệu tiếp qua mã số giá là 220. Và đây là giò mã số 12, 250.000, mã 12 của chú.
Đây là mã số 13, 220. Đang có 2 vò nha cô chú, mầm con đang lên nè. 220.000. Đây là mã số 13. Thân rất là mập luôn. 220.000 mã 13. Và tiếp theo đây là mã số 14, giá tiền là 220 luôn. Cây đang nụ nha cô chú, 220.000 mã số 14. Và tất cả đều là hoa màu vàng. Mã 14, 220. Đây là mã 15 nè cô chú, đang có hoa. Hoa này nó mới nở thôi. Đó, cái lưỡi rất là đậm nha cô chú. Hoa này có hương thơm. Và giá của nó là 220 luôn. Đây là mã số 15. Nhìn chú nhìn cọng rất là mập luôn. 220.000 mã 15 nha cô chú. Mã 16 cô chú. 220.000, con cọng rất là mập luôn nè. Đó, và cây đang nụ. Tất cả đều đang nụ nha cô chú. Chỉ có mã 15 là đang hoa thôi. Giá là 220. Mã 16, 17. 220.000 luôn. Mã số 17 nha cô chú. Cây rất là đẹp. Mã số 17. Tiếp theo đây là mã số 18, giá tiền là 220.000, đây là mã số 18 của chú. Nó vào số thân đang sưng mắt nè. 220.000 mã 18. Tiếp theo là mã số 19, 220. Hai vòi nha cô chú. Cọng rất là mập, mã số 19, 220.000. Thân rất là to luôn cô chú. Và tiếp theo đây là mã số 20. Và đây là giò mã số 21, giá tiền là 220.000. Mã 21 nha cô chú. Đây là giò mã số 22, giá tiền là 220.000. Đang vào hoa nha cô chú, mã 22, 220. Tiếp theo là mã số 23. Giá tiền là 220.000. Đang lên một mầm nè. Đây là giò mã số 24, giá tiền là 220. Mã 24, 220.000. Hiện tại cũng còn có rất là nhiều, nhưng mà con chỉ quay sơ lược 24 mã số cho các cô chú thôi. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ Vườn Lá, phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và Hoa Lan xin chào cô chú.